Xin kính chúc quý thầy cô và các bạn tập luyện đạt được hiệu quả cao để có sức khỏe tốt phòng chống mọi dịch bệnh. Corona, kẻ thù của chúng ta, xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa, cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, thương người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Sẽ phải lùi xa, yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước, tin vào một ngày mai, dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, kẻ thù của chúng ta, xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa. Cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, thương người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa, yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước, tin vào một ngày mai, dang dang vòng tay, chung bước con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, kẻ thù của chúng ta, xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa, cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, thương người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Sẽ phải lùi xa, yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước, tin vào một ngày mai, dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa.